Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh tăng huyết áp. Thống kê cho thấy trong số 17 triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới trên 50% chưa được phát hiện và trên 70% chưa được điều trị. Tăng huyết áp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim. Các bác sĩ khuyên cáo Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước bệnh tăng huyết áp nói riêng cũng như các bệnh lý khác đó là khám sức khỏe định kỳ. Bởi đa số người bệnh tăng huyết áp không có triệu chứng rõ ràng. Vì thế khi đi khám sức khỏe định kỳ và đo chỉ số huyết áp thường xuyên sẽ giúp chúng ta phát hiện sớm bệnh. Đặc biệt đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên nên đi thăm khám sức khỏe từ 1 đến 2 lần một năm. Đối với những người đã mắc tăng huyết áp thì cần lưu ý việc sử dụng thuốc đều đặn theo đúng chỉ định của bác sĩ.